Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với sinh lý học y khoa. Tôi là bác sĩ Đặng Nguyễn Tường Vân ở khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là video trong chuỗi các video về sinh lý hệ tiêu hóa. Trong video này, chúng ta sẽ nói về chức năng gan, mà cụ thể là chức năng sản xuất và tiết mật của gan. Thì gan là nhà máy hóa học của cơ thể, nó liên quan đến nhiều chức năng về quá trình sản xuất, chuyển hóa cũng như là thải độc. Thì trong phần sinh lý gan này, chúng ta sẽ tìm hiểu bốn chức năng chính. Đầu tiên đó là khả năng tạo và tiết ra mật, giúp cho quá trình tiêu hóa mỡ của cơ thể. Thứ hai là chức năng chuyển hóa và bài tiết bilirubin. Thứ ba là chức năng trong quá trình chuyển hóa các chất đại lượng như là đường, đạm, mỡ. Và cuối cùng đó là chức năng thải độc của gan. Thì chúng ta sẽ nói qua một chút về giải phẫu chức năng của gan, làm sao để gan có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình. Đây là hình lá gan và người ta mô phỏng cái đơn vị chức năng của gan, đó là tiểu thùy gan, đại diện ở các hình lục giác này. Cứ mỗi một hình lục giác đó chính là một tiểu thùy gan, và các tiểu thùy gan này thì nó sắp xếp liên tiếp nhau, cách nhau bởi một khoảng của mô liên kết. Thì lấy một tiểu thùy gan, người ta phóng lớn ra, thì mình sẽ thấy là đặc trưng của một tiểu thùy gan đó là nó có hình trụ và ở giữa là tĩnh mạch trung tâm. Sau đó cái tĩnh mạch trung tâm này thì nó sẽ đổ vào cái tĩnh mạch gian thùy, tức là những cái tĩnh mạch mà nằm ở giữa các tiểu thùy, để cuối cùng đổ vào tĩnh mạch gan rồi vào tĩnh mạch chủ. Và ở mỗi góc của tiểu thùy á, thì nó sẽ có một bộ ba đi kèm với nhau, đó là tĩnh mạch, động mạch và ống mật. Thì đây là cái hình phóng lớn lên một tiểu thùy gan. Thì chung quanh cái tĩnh mạch trung tâm này nè là rất là nhiều những cái bè gan, nó xếp thành hình nan hoa. Hình nan hoa tức là hình trăm xe đạp đó. Và mỗi cái bè tế bào này nó sẽ bao gồm hai lớp. Và giữa các tế bào là các tiểu quản mật, là những cái chấm màu xanh lá mà mình thấy nè. Các ống tiểu quản mật này nó sẽ đổ vào đó, tiểu quản mật nó cũng thành hình mạng lưới như thế này. Nó sẽ đổ vào ống mật ở mỗi góc của cái tiểu thùy nè. Rồi sau đó những cái ống mật này nó sẽ đổ vào những cái ống gan trái, ống gan phải, rồi ra ống gan chung. Và giữa các tiểu thùy thì nó có những cái tiểu tĩnh mạch cửa. Đây, tiểu tĩnh mạch cửa này nó nằm trong cái bộ ba cửa lúc nãy mình nói, gồm có ống mật, tĩnh mạch cửa, động tiểu động mạch cửa ha. Và khi mà máu nó đi trong các tiểu tĩnh mạch này xong thì nó sẽ chảy vào tĩnh mạch trung tâm. Như vậy trên cái hình cắt ngang á, mình sẽ thấy là các tế bào gan này nè, một mặt thì nó tiếp xúc với tiểu quản mật màu xanh lá, và một mặt thì nó sẽ tiếp xúc với lại mạch máu của hệ tĩnh mạch cửa. Ngoài ra thì vẫn có cái phần động mạch gan để nó cấp máu cho các tiểu thùy gan này. Thì các mao mạch chạy trong các tiểu thùy gan này, người ta gọi nó là mao mạch kiểu xoang, là tại vì cái thành mạch nó có những cái lỗ tương tự như những cái cửa sổ vậy đó. Và cái lỗ này nó đủ to để mà những cái chất có kích thước phân tử lớn như là albumin vẫn có thể đi qua được. Nó khác với lại cấu trúc thành mạch
ở những cái cơ quan khác của cơ thể. Cho nên là đặc trưng của cái hệ tĩnh mạch ở gan đó là nó kiểu xoang ha. Các mao mạch kiểu xoang này nó được lót, vẫn có tế bào nội mô lót lòng mao mạch như bình thường, và thỉnh thoảng nằm xen kẽ thì sẽ có các tế bào Kupffer. Tế bào Kupffer đó là tế bào của hệ miễn dịch và nó nằm ở vị trí mà mao mạch tĩnh mạch xoang của gan, thì người ta gọi tên cụ thể nó là tế bào Kupffer. Rồi, các tế bào gan á, trước khi mà nó tiếp xúc với cái thành mạch thì nó có một khoảng hở giữa tế bào gan và thành mạch, người ta gọi đó là khoảng Bis. Thì trong cái khoảng Bis này là hệ bạch huyết nó chạy ở trong đó. Thì gan á, nó là bộ phận nhận máu từ cái hệ tuần hoàn cửa về. Nó nhận máu từ dạ dày, từ ruột non, từ ruột già, từ lách, đủ thứ hết, từ tụy. Hầu như tất cả máu từ đường tiêu hóa đều về gan thông qua hệ mạch cửa. Gan là vị trí nhận máu toàn bộ của hệ tiêu hóa, cho nên là nó là nơi mà tiếp nhận chất dinh dưỡng, thuốc cũng như là chất độc đến từ đường tiêu hóa ha. Nó phải lọc, phải xử lý, phải khử độc, sau đó thì nó mới đưa về tĩnh mạch chủ dưới để về tim, rồi tim mới bơm máu đó đi nuôi lại cơ thể. Bây giờ chúng ta nói đến cái chức năng đầu tiên của gan, đó là chức năng sản xuất và bài tiết mật. Mật rất là cần thiết cho quá trình tiêu hóa và hấp thu chất béo ở ruột non. So với đường và đạm thì chất béo nó khó hấp thu qua đường tiêu hóa hơn, là tại vì bình thường nó không tan trong nước. Như vậy nhờ có mật, mà thật ra mật là nó là một hỗn hợp gồm có muối mật, có sắc tố mật, có cholesterol, thì nó sẽ giúp giải quyết cái tính tan của chất béo, của lipid. Như vậy mật được tiết ra bởi gan và nó dự trữ trong túi mật. Nó được đưa vào ruột non khi mà túi mật bị kích thích gây co thắt. Thì trong lòng ruột non nhờ có mật mà chất béo nó sẽ được nhũ tiêu hóa thành những hạt nhỏ, đủ nhỏ để đường tiêu hóa có thể hấp thu. Thì các bước sản xuất cũng như là vai trò của mật mình sẽ nói cụ thể sau đây. Hệ thống đường mật của cơ thể thì nó sẽ gồm có gan, có túi mật, có ống mật chủ, rồi có tá tràng, hồi tràng và hệ thống tĩnh mạch cửa tham gia vào cái quá trình, cái vòng sản xuất và tuần hoàn của mật trong cơ thể. Bình thường các tế bào gan nó liên tục sản xuất mật, tiết ra mật. Nó sản xuất muối mật, cholesterol, phospholipid, sắc tố mật, rồi cả phần ion và phần nước ở trong mật. Sau đó toàn bộ các thành phần này nó chảy vào túi mật và dự trữ ở đó. Thì trong túi mật sẽ diễn ra quá trình hấp thu, tái hấp thu nước và ion, làm cô đặc các thành phần sắc tố mật, muối mật và cholesterol ở trong túi mật lên, cho đến khi mà trong quá trình tiêu hóa của cơ thể, khi mà dưỡng chất nó xuống đến tá tràng, nó kích thích làm tiết ra CCK. Thì CCK nó đến tác dụng lên túi mật, nó sẽ kích thích co bóp túi mật, đồng thời nó làm giãn cái cơ vòng OD. Hai tác dụng này phối hợp với nhau thì dẫn đến kết quả là mật được tiết từ túi mật vào lòng tá tràng. Ở đây nó gặp dưỡng chất, gặp phần lipid có trong dưỡng chất, thì nó sẽ làm nhiệm vụ nhũ tương hóa lipid. Sau đó theo cái dòng
dịch ruột non khi mà nó đi đến hồi tràng thì nó sẽ được tái hấp thu vào tĩnh mạch cửa, sau đó thì về gan, rồi gan sẽ tự tách cái phần muối mật ra và đáp ứng cho cái chu trình sản xuất tiếp theo mà không phải sản xuất mới lại hoàn toàn. Nào, chỉ có một ít muối mật nó mất qua đường tiêu hóa là ra đường phân thôi, còn lại hầu như 95% thì muối mật sẽ quay trở về gan để gan sử dụng cho những chu kỳ tiếp theo. Thì cái sơ đồ này cho thấy cái thành phần trong muối mật phần lớn hơn 50% thì là muối mật. Ngoài ra thì sẽ có bilirubin, phospholipid, cholesterol, protein, axit béo cũng như là các thành phần khác, thì trong đó sẽ có ion rồi có nước. Tất cả những thành phần này nó mới cấu tạo nên mật. Sắc tố mật và muối mật chỉ là một phần ở trong đó thôi. Thì gan nó tổng hợp muối mật hoặc trước đó là axit mật đó, từ cái thành phần chủ yếu là cholesterol. Từ cholesterol gan sẽ tổng hợp thành hai loại axit mật nguyên phát, đó là folic acid và chenodeoxycholic acid. Khi các axit mật này nó được tiết vào ruột non thì nhờ vi khuẩn của ruột non, các axit mật nguyên phát này nó sẽ bị tách cái nhóm OH ở carbon thứ 7 đi để trở thành axit mật thứ phát, đó là deoxycholic acid và lithocholic acid. Thực tế thì ở trong axit mật á, nó sẽ chứa đủ bốn thành phần này luôn, không phải hoàn toàn axit mật nguyên phát, nó sẽ chuyển hết thành thứ phát mà chỉ chuyển hóa một phần thôi. Cho nên là axit mật có đủ bốn thành phần và lượng thì nhiều nhất sẽ là folic acid, sau đó thì đến chenodeoxycholic acid, thứ ba sẽ là deoxycholic acid và cuối cùng là lithocholic acid. Thì một tính chất quan trọng của muối mật đó là cái tính phân cực. Thì để tạo thành muối mật thì gan nó sẽ gắn glyco gắn với amino acid là glycine hoặc là taurine để tạo thành cái gốc đằng trước là glyco hoặc là tauro. Như vậy từ bốn loại axit mật bây giờ gắn với hai loại axit amin nữa thì tổng cộng chúng ta sẽ có tám loại muối mật. Thì cái bảng này người ta cho mình xem thành phần tỷ lệ của tám loại muối mật đó, thì dĩ nhiên là số lượng axit mật nó không bằng nhau, thì khi mà kết hợp với glycine và taurine á thì tạo ra 8 loại axit mật, tỷ lệ nó cũng không bằng nhau. Sự phân cực cũng như là quá trình nhũ tương hóa lipid thì được thể hiện trong cái mô hình dưới đây. Thì đây là cái hạt, cái khối mỡ, cái hạt lipid lớn ha. Thì nhờ có cái tính phân cực của muối mật mà cái phần cực âm, tức là phần và nó sẽ đẩy nhau giữa các hạt này với hạt khác, nó đẩy nhau cho nên là nó làm cho những cái hạt mỡ nhỏ sau khi đã được nhũ tương hóa nó sẽ không gộp lại thành cái hạt mỡ lớn. Thì trong quá trình nhũ tương thì đầu kỵ nước hay còn gọi là ưa dầu nó sẽ quay vào cái hạt mỡ, rồi sau đó nó bao bọc lấy cái hạt mỡ này, tách nhỏ nó ra, và nhờ những cái phần tích điện âm mà các hạt nhỏ này nó đẩy nhau
nên nó không tụ lại thành cái giọt mỡ lớn. Nhờ cái quá trình phân nhỏ ra, nhũ tương hóa này thì nó sẽ làm tăng diện tích tiếp xúc để giúp cho các men tiêu hóa của ruột non có thể tác động làm việc trên những cái giọt mỡ rất nhỏ này. Nếu không có cái quá trình nhũ tương hóa này thì những hạt lipid khi mà nó tụ lại với nhau trở thành cái hạt mỡ lớn như thế này thì sẽ không đủ diện tích tiếp xúc để mà các men tiêu hóa nó làm việc. Thì quay trở lại, mình nói một chút về vì sao mà phải có cái bước nối glycine hoặc là taurine vào axit mật để tạo thành muối mật. Tại vì cái pK của axit mật thì pK nó đại diện cho cái tính chất một nguyên tử, nó có thể dễ dàng nhận thêm electron để trở thành ion âm. Cái này thì trong phần mà sinh lý học tế bào á, cái phương trình Henderson-Hasenbeck thì mình có cái hằng số là pK. Thì nguyên tử khi mà nó dễ nhận electron hơn thì pK nó sẽ càng lớn. Và như vậy thì nó làm cho dễ tan trong nước hơn. Thì bình thường pH của tá tràng là khoảng từ 3 đến 5, trong khi pK của axit mật là khoảng 7. Do đó ở pH của tá tràng thì đa số axit mật là ở dạng không ion hóa, tức là nó không có dễ dàng nhận electron. Vậy thì dạng này nó không tan trong nước. Trong khi muối mật sau khi mà đã kết hợp axit mật với glycine hoặc là taurin thì nó có pK là từ 1 đến 4. Như vậy ở cái pH tá tràng thì đa số muối mật nó sẽ ở dạng ion hóa, cho nên nó dễ tan trong nước hơn so với axit mật, nó sẽ làm nhiệm vụ tốt hơn. Thì cái sơ đồ này nó cho chúng ta nhìn rõ hơn hai giai đoạn của quá trình tiết mật. Giai đoạn đầu á, đó là mật được tiết ra từ các tế bào gan, nó đổ vào tiểu quản mật. Thì cái thành phần ở giai đoạn đầu này chủ yếu là axit mật, là phần cholesterol còn lại từ quá trình sản xuất axit mật, cũng như là muối mật, các chất hữu cơ khác. Và cuối cùng nó được tiết vào các tiểu quản mật, rồi nó đưa về cái ống mật ở gian tiểu thùy, tức là nó nằm ở góc của các hình lục giác nằm giữa tiểu thùy này với tiểu thùy kia. Sau đó thì mật nó sẽ chảy trong các ống dẫn mật này vào ống mật chính, rồi đến ống gan bên trái bên phải, rồi ống gan chung, rồi nó đổ vào túi mật. Khi mà mật chảy qua các ống gan này thì ở giai đoạn này nó sẽ được tiết thêm các thành phần khác còn lại của mật, như là natri, HCO3 trừ, nhờ những cái tế bào biểu mô nằm trên các ống gan này. Và trong cái quá trình mà tiết natri cũng như là HCO3 trừ này thì secretin từ đường tiêu hóa có tác dụng kích thích tiết các thành phần phụ thêm này, tương tự như là trong tiết dịch tụy. Rồi sau đó từ cái ống gan chung nó mới đổ vào túi mật. Thì tại túi mật sẽ có 3 nhiệm vụ chính của túi mật. Đầu tiên đó là dự trữ mật, thứ hai là cô đặc mật, và thứ ba là phóng thích mật khi cần. Thì giai đoạn đầu tiên á là giai đoạn mà đổ đầy túi mật, tức là túi mật dự trữ mật. Thì các tế bào gan và tế bào ống mật nó liên tục sản xuất
mật liên tục trong ngày, cho nên là mật cũng theo những cái đường dẫn mật rồi theo ống gan đổ vào túi mật liên tục, nó chứa trong túi mật đó. Giữa các bữa ăn, tức là khi không cần đến mật thì túi mật sẽ dần dần đầy lên, và giữa các bữa ăn thì cái cơ vòng Oddi nó cũng đóng lại. Đây ha, cơ vòng Oddi này nó cũng đóng lại, cho nên là mật nó sẽ không chảy được qua ống mật chủ xuống tá tràng, mà nó cứ tích trữ đầy ở trong túi mật. Và khi mà chỉ khi nào mà có yếu tố kích thích từ thức ăn, tức là khoảng 30 phút sau khi mà ăn, thì cái kích thích dưỡng chất nó chảy vào tá tràng làm tiết CCK. Thì CCK là kích thích chính, nó được tiết ra khi mà cái tế bào ở tá tràng nó đáp ứng với axit amin, với peptide nhỏ và với axit béo ở trong dưỡng chất ở trong thức ăn đó, thì nó sẽ làm co cái túi mật. À, thông qua dòng máu nó đến túi mật, nó tác dụng nó làm co cái túi mật, đồng thời là nó làm giãn cái cơ vòng Oddi, cho nên mật nó được đổ vào tá tràng. Nhưng mà cái tác dụng của CCK ở đây á, thì nó được tiết theo nhịp, tùy theo cái nhịp co bóp của dạ dày tống xuất dưỡng chất xuống tá tràng, tùy theo nhịp co bóp của tá tràng thì CCK nó được tiết ra, và từ đó phần co bóp của túi mật cũng như là giãn cái cơ vòng Oddi nó cũng theo nhịp luôn. Như vậy thì mật được tiết ra theo dạng phun ra từng đợt, chứ nó không phải là nó được tiết liên tục thành dòng. Vai trò thứ hai của túi mật á, trong cái quá trình nghỉ chưa cần tiết mật, đó là nó cô đặc mật. Thì mật được tiết ra liên tục bởi gan, nhưng mà cái phần dự trữ trong túi mật thì chỉ khi nào cần mới tiết vào tá tràng thôi. Vậy thì với một lượng sản xuất liên tục trong ngày có thể lên đến gần 500 ml mật, thì túi mật không đủ to như vậy, mà nó chỉ có thể tích khoảng chừng 30 đến 60 ml thôi. Nhưng mà rõ ràng toàn bộ mật của cơ thể vẫn được dự trữ trong túi mật trong ngày, thì nó làm điều đó là nhờ cái quá trình tái hấp thu. Nó tái hấp thu nước và ion để làm cho thành phần hữu cơ ở trong mật, như là muối mật, sắc tố mật, cholesterol, phospholipid rồi bilirubin, nó tăng nồng độ lên, tức là mật trở nên rất là đậm đặc. Thì cái quá trình mà tái hấp thu nước, natri, clo cũng như là các ion nhỏ khác thì nó sẽ liên quan đến quá trình đồng vận chuyển, tức là vận chuyển tích cực, thứ phát đồng vận chuyển cùng với natri thông qua cái tế bào biểu mô túi mật. Nhờ cái quá trình này mà mật ở trong túi mật có thể có nồng độ cô đặc đến 5 đến 6 lần so với mật được sản xuất từ gan, và tối đa nó có thể tăng đến 20 lần. Ở đây người ta mô phỏng cái tác dụng gây co bóp túi mật cũng như là giãn cái cơ vòng Oddi. Thì trong mô hình này, ngoài cái tác dụng của CCK thì còn có một tác dụng thứ hai, đó là các sợi thần kinh tiết acetylcholine từ cả dây thần kinh 10 cũng như là từ cái hệ thần kinh của ruột. Các sợi thần kinh mà tiết acetylcholine này thì nó cũng có tác dụng co bóp túi mật, nhưng mà nó nhẹ hơn, yếu hơn CCK. Thì mình cần hiểu là các sợi thần kinh tiết acetylcholine này nó cũng là những sợi điều hòa vận động và tiết dịch của hệ tiêu hóa ở các thành phần khác của đường tiêu hóa.
mà mình sẽ học trong những cái phần khác như là tiết dịch, tụy, dịch ruột non. Đây là bảng so sánh thành phần mật ở gan và mật ở túi mật. Thì những thành phần hữu cơ như là muối mật, bilirubin, cholesterol, axit béo, lecithin đều tăng lên rất là nhiều so với của mật ở trong túi mật so với mật mà gan sản xuất ra, trong khi những thành phần mà ion và nước thì giảm đi ha, để chứng minh cho cái việc là mật nó được cô đặc ở trong túi mật. Tiếp theo mình nói đến cái chu trình gan gan ruột. Thì cái vòng tuần hoàn gan ruột này nó biểu thị cho cái quá trình mật nó được luân chuyển như thế nào. Bình thường thì phần lớn muối mật được tiết ra từ túi mật đổ vào tá tràng thì nó sẽ quay trở lại gan nhờ cái hệ tuần hoàn gan ruột này. Chỉ có một phần rất là ít, khoảng 5% thì nó sẽ bị thải ra theo phân thôi. Thì chu trình gan ruột này gồm có khi mà đến hồi tràng thì muối mật nó sẽ được vận chuyển từ lòng ruột vào máu nhờ vận chuyển chủ động tích cực thứ phát đồng vận chuyển với natri. À, còn một phần ở phần trước khi mà nó đến hồi tràng thì nó là hấp thu thụ động, là tại vì nồng độ muối mật ở trong ruột non nó cao, thì theo quá trình hấp thu thụ động, tức là đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Còn khi mà nó đã được sử dụng để nhũ tương hóa lipid thì đi đến hồi tràng, thì ở hồi tràng đó chính là quá trình hấp thu chủ động thứ phát đồng vận chuyển với natri. Hai cái cơ chế hấp thu này nó khác nhau. Rồi sau khi mà nó được hấp thu vào máu thì theo dòng máu của hệ cửa nó sẽ đi đến gan. Thì gan sau đó sẽ chiết tách cái phần muối mật này ra và tùy vào cái tỷ lệ hấp thu lại được mà nó có thể sẽ cần sản xuất mới hay không. Không thì nó sẽ dùng cái lượng đó cho những chu trình sản xuất tiếp theo. Bình thường mỗi ngày cơ thể mình nó chỉ thải muối mật ra phân khoảng 600 mg thôi, trong số tổng số là 2,5 g muối mật một ngày. Thì nhờ đó mà gan không phải sản xuất mới muối mật quá nhiều, chỉ mất 0,6 g trên 2,5 g một ngày mà thôi. Thì một ngày gan có thể có từ 4 đến 12 cái chu kỳ sản xuất mật như vậy, và 95% sẽ quay trở về gan nhờ cái vòng tuần hoàn gan mật này, hay còn gọi là vòng tuần hoàn gan ruột á. Thì nói rõ hơn về cái quá trình mà sản xuất con đường tổng hợp axit mật ở gan nó được điều hòa như thế nào, thì ở đây người ta có một cái sơ đồ. Ở đây mình nói sâu một chút về cái sinh lý học phân tử của cái quá trình sản xuất axit mật này. Enzyme tổng kiểm soát con đường tổng hợp axit mật của gan đó là cái enzyme này, cholesterol 7 alpha hydroxylase. Khi có một lượng lớn muối mật
tuần hoàn trở về gan á, thì cái nhu cầu sản xuất nó sẽ giảm đi và enzyme này nó bị ức chế. Còn khi có ít muối mật trở về gan thì tức là nhu cầu sản xuất tăng lên thì enzyme này không bị ức chế. Ở những người bị cắt hồi tràng thì sự tuần hoàn trở lại của muối mật sẽ bị ảnh hưởng, tại vì một lượng lớn muối mật mất ra phân. Và khi có quá nhiều muối mật mất ra phân thì rõ ràng cái enzyme này nó bị kích thích, nhưng chúng ta cần hiểu rằng cái tốc độ sản xuất sẽ không bù lại được tốc độ mất. Do đó những người bị cắt hồi tràng có thể là vì bệnh lý ung thư thì sẽ có cái biểu hiện là tiêu chảy phân mỡ, tức là mất chất béo, không có đủ muối mật để mà nhũ tương hóa, để mà hấp thu, cho nên chất béo mất ra phân nhiều, thì người đó sẽ đi tiêu chảy phân có giọt mỡ ha. Thì cái chu trình mà sản xuất axit mật liên quan đến cái enzyme cholesterol 7 hydroxylase này nó rất là phức tạp. Đầu tiên thì gan sử dụng cholesterol phải nhờ có cái enzyme này để nó gắn cái gốc OH vào mới hình thành được axit mật. Sau đó thì axit mật nó có những chất mang chất vận chuyển riêng của nó để đưa từ tế bào gan vào trong lòng tiểu quản mật, rồi từ tiểu quản mật được tiết vào các ống mật, rồi đưa vào túi mật, rồi khi mà mật được phóng thích vào ruột non và nó đi đến hồi tràng thì nó cũng lại phải có một chất mang chất vận chuyển để nó gắn vào màng đáy của tế bào ruột thì nó mới được đưa vào bên trong tế bào ruột. Thì để tái hấp thu được axit mật hay là muối mật đó, trở về cái vòng tuần hoàn gan ruột thì bắt buộc là nó phải đi qua tế bào ruột ở hồi tràng. Thì khi mà nó vào bên trong tế bào ruột, nó sẽ bắt đầu kích thích cái thụ thể FX này. Và khi một cái thụ thể FX này nó được kích thích thì nó sẽ tăng sản xuất hai chất FGF15 và OST alpha beta. Thì nhờ có cái OST alpha beta này thì nó lại làm tăng biểu hiện của cái chất mang của axit mật để giúp nó đi vào cái khoảng gian mạch giữa tế bào ruột, khoảng gian mạch máu giữa mạch máu và tế bào gan, rồi nhờ chất mang nó mới đi vào trong tế bào gan, tức là mới được hấp thụ trở lại tế bào gan. Rồi khi mà có nhiều muối mật được tái hấp thu, tức là cái phần FGF15 này nó được sản xuất ra nhiều do thụ thể này bị kích thích nhiều, thì khi mà có nhiều FGF15 thì nó mới đến gắn vào cái vị trí thụ thể ở trên màng của tế bào gan. Mà khi mà gắn vào vị trí thụ thể này thì tức là nó giảm biểu hiện của cái enzyme cholesterol 7 hydroxylase, mà giảm biểu hiện của của cái men, thì tức là cái quá trình sản xuất axit mật khúc sau nó sẽ bị giảm đi. Đó chính là rất là nhiều bước lòng vòng để có thể điều hòa được cái quá trình sản xuất axit mật ở gan thông qua cái lượng muối mật được tái hấp thu nhiều hay ít. Cuối cùng thì chúng ta nói đến một chút về cái sự hình thành tại sao bị sỏi túi mật. Thì sỏi túi mật đa phần nó nằm một hoặc là nhiều cơ chế trong bốn cái nguyên nhân này. Thứ nhất là hấp thu quá nhiều nước ở túi mật dẫn đến là cái thành phần hữu cơ ở trong mật, nằm trong túi mật nó bị cô đặc quá mức. Thứ hai là có thể tái hấp thu quá nhiều axit mật
làm chênh lệch cái tỷ lệ giữa cholesterol, axit mật, muối mật thì cũng dẫn đến sỏi mật. Hoặc là thứ ba là có quá nhiều cholesterol trong mật, thì cái này nó liên quan đến cái chế độ ăn uống của cái người đó. Và cuối cùng là có thể do quá trình viêm của biểu mô túi mật. Thì bình thường mỗi ngày chúng ta sử dụng khoảng từ 1 đến 2 gram cholesterol lấy trong máu để tổng hợp sản xuất muối mật. Cholesterol thì nó gần như hoàn toàn không tan trong nước, nhưng mà muối mật và lecithin ở trong mật thì khi mà kết hợp với cholesterol đó, khi mà trong quá trình sản xuất cái phần còn dư ra, nó vẫn có thể kết hợp với cholesterol để tạo nên cái hạt vi sen. Và những cái hạt này nó nằm lơ lửng ở trong mật luôn. Rồi khi mà nó đến túi mật á, thì túi mật làm nhiệm vụ cô đặc, thì cái phần cholesterol này nó cũng bị cô đặc theo. Trong một số điều kiện bất thường thì cholesterol nó có thể tích tụ để tạo thành sỏi. Và lượng cholesterol trong mật thì như cái nguyên nhân thứ ba mình nói, nó cũng được quyết định một phần bởi cái lượng mỡ trong đồ ăn vào. Vì vậy mà nhưng mà ngoài ra thì cholesterol nó cũng là cái sản phẩm của nhiều quá trình chuyển hóa của gan trong cơ thể. Do đó một người mà có chế độ ăn nhiều mỡ trong một thời gian dài thì người đó sẽ tăng nguy cơ bị sỏi mật, sỏi cholesterol. Còn cái nguyên nhân mà viêm biểu mô túi mật thì phải là quá trình viêm mãn tính, nó làm thay đổi cái tính hấp thu nước, hấp thu ion, hấp thu các chất của túi mật. Do đó có khi nó dẫn đến hấp thu quá mức muối, ion rồi các thành phần khác, nhưng mà nó lại để lại sắc tố mật, để lại cholesterol. Thì những cái thành phần này khi mà nó tích tụ đủ nhiều thì nó sẽ hình thành sỏi túi mật.